phòng nó ngủ cả cả lớp ngủ thì dễ trông dễ chịu. Tự nhiên có một hai bạn ngủ trong một đời nào. Nghĩa là thế là các bạn sắp xếp nhé, theo những hình dạng xác định nhìn được bằng mắt thường. Ví dụ với cái thanh nam châm, người ta thấy là các bạn sắp xếp lên lại những đường như này, nhìn thấy bằng mắt luôn, xu hướng sắp xếp như vậy. Thế nào nói xu hướng thực ra là rất nhiều đường, rất dày nhau, nhiều đường là ví dụ thế, nhiều đường khác nữa, còn nhiều cái đường kiểu là nó ngay xung quanh này nữa, rất nhiều đường. Nhưng mà người ta nhìn thấy là các bạn sắp xếp theo những hình dạng xác định bằng mắt thường nhìn thấy, và từ hình ảnh ấy, từ hình ảnh quan sát được bằng mắt thường sự sắp xếp của các mặt sắt, và người ta mới mô tả từ trường của cái nam châm hay là của dòng điện hay là của các chuyển động thông qua các cái đường của cái vẽ trong không gian, cái gọi là sức từ. Ví dụ tôi nhìn cái nam châm này, bây giờ cái hình ảnh đấy đã có ở trong đầu tôi, bây giờ để vẽ cái từ trường của nam châm gây ra thì tôi vẽ như này, tôi sẽ vẽ các cái đường như này, đại loại là như vậy. Được chưa? Bởi mắt tôi nhìn thấy như thế. Thế những cái đường này người ta gọi là đường sức từ, và có lẽ là phổ thông thầy cô cũng rất hay nói cái câu là ra mắt còn nam. Có nhớ câu đấy không? Ra mắt đi ra khỏi cực bắc, đi vào cực nam. Đây là chiều của những đường sức từ này. Được chưa nhỉ? Thế thì nếu mà nghiên cứu kỹ đường sức từ này thì vector từ trường B mà phổ thông gọi là vector cảm ứng từ tại mọi điểm thì luôn luôn có phương tiếp tuyến đường sức từ mà chúng ta xét. Ví dụ các bạn vẽ vector B ở đây thì nó tiếp tuyến như này, tiếp tuyến. Được chưa nhỉ? Thế thì những cái đường mà chúng ta vẽ trong không gian như này, chúng ta vẽ những cái đường mà có trong không gian từ trường sao cho là tiếp tuyến với những đường này tại mỗi điểm thì trùng với vector từ trường đến đó, người ta gọi nó là đường sức từ. Tương tự như đường sức điện. Đường sức điện thì có dắt mặt sắt không? Mặt gì? Mặt gỗ. Được chưa? Mặt cưa gỗ. Được chưa nhỉ? Nhưng mà từ mà dắt cây gỗ thì chẳng có cái gì, lại phải dắt mặt sắt chứ. Hơi khác nhau. Định nghĩa đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường, là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với chúng tại mỗi điểm, sao cho tiếp tuyến với chúng tại mỗi điểm trùng với giá của vector từ trường tại điểm đó, sao cho tiếp tuyến với chúng tại mỗi điểm trùng với giá của vector từ trường tại điểm đó. Trùng với giá của vector từ trường tại điểm đó. Lại quay trở lại hỏi giá của vector là gì? Là gì các em? Là đường thẳng chia vector đây. Đúng nhỉ? Giá của vector là đường thẳng chia vector. Thế thì nhiều tài liệu mà đã ghi là hướng của vector rồi là phương của vector là không được chính xác bằng giá. Tôi thay cái từ đấy bằng từ giá của vector. Vì sao? Bởi vì nó nói với bạn rồi. Phương thì có rất nhiều cái phương trùng nhau nhưng giá lại không trùng nhau. Ví dụ hai vector cùng có phương thẳng đứng, có phải rất nhiều vector có phương thẳng đứng không em? Nhưng giá của những vector đấy có thể khác nhau. Một vector đó vẽ ở mép bảng bên kia, vector đó vẽ mép bảng bên này. Hai vector đấy rõ ràng cùng phương thẳng đứng hơn tương đương. Được không? Nhưng giá lại khác nhau bởi nằm trên hai đường thẳng như nào vậy? Khác nhau. Ok chưa? Các tính chất của đường sức từ. Các tính chất của đường sức từ. Các tính chất của đường sức từ. À cũng tương tự đường sức điện, đường sức từ có một số tính chất sau. Tính chất thứ nhất, qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức. Tính chất thứ hai, đường sức từ là những đường cong kín. Đường sức từ là những đường cong kín. Cái này có giống đường sức điện trường tĩnh chúng ta học không? Chúng ta nhớ đường sức của điện trường tĩnh không? Dương vâng, là đường cong kín. Có kín không? Kín được một kín, vâng, cái gì mà vâng? Kín gì?
Đường dứt điện trường tĩnh là những đường cong hở, trong khi đường dứt từ là đường cong kín. Đây em nhìn này. Các bạn ở đây kiến thức một kín thì còn cả cái nam châm này đều kín. Từ nên nó đi trong lòng cái nam châm này là kẹp kín. Mà phổ thông không bao giờ đeo kẽ ở trong lòng nam châm. Ok chưa? Đường dứt từ đi ở trong lòng nam châm này. Đấy là khác nhau cơ bản giữa đường dứt từ, đường dứt điện. Thứ nhất thứ ba, các đường dứt từ không cắt nhau. Các đường dứt từ không cắt nhau. Cái này cũng giống như dứt điện thôi. Các đường dứt từ không cắt nhau. Và tính chất thứ tư, tính chất cuối cùng của chúng ta hiểu, đó là quy ước. Thấy chưa? Quy ước. Nơi nào từ trường mạnh hơn? Nơi nào từ trường mạnh hơn? Thì các đường dứt từ ở đó được vẽ mau hơn. Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường dứt từ ở đó được vẽ mau hơn. Nơi nào từ trường yếu hơn thì các đường dứt ở đó được vẽ thưa hơn. Nơi nào từ trường yếu hơn thì các đường dứt từ ở đó được vẽ thưa hơn. Nơi nào từ trường yếu hơn thì các đường dứt ở đó được vẽ thưa hơn. Được chưa em? À, chúng ta nhìn vào cái nam châm thẳng này, các bạn thấy là gần nam châm này, gần phía dưới hai cực của nam châm, có phải là từ trường rất là mạnh không? Đúng không? Bởi vì sao? Các đường dứt từ đấy là gần nhau hơn, mau hơn. Nhưng mà càng xa nam châm thì các đường dứt là càng thưa, đúng nhỉ? Tức là từ trường đấy yếu hơn. Đặc biệt là hai bên nam châm này còn thưa nữa, đúng nhỉ? Hai nam châm này thấy là từ trường rất là yếu, gần như bằng không. Nếu các bạn để cái nam châm của nhỏ vào chả tương tác gì. Đây là một số cái tính chất mà giáo nói với các bạn là đi thi kỳ thi cuối kỳ chúng tôi hay hỏi hai cái câu mà rất là đáng tiếc là nhiều người bị nhầm. Đó là tôi nêu tức là phát biểu định nghĩa và nêu các tính chất của sự kiện. Có một câu khác là phát biểu định nghĩa và nêu các tính chất của sự từ. Thế thì hai cái này nó na ná như nhau. Giáo nói là thực ra rất giống nhau, chỉ khác nhau ở mỗi một cái điểm thôi. Có cái điểm là đường sức của điện trường tĩnh là những đường cong hở, trong khi đường sức của từ trường là những đường cong kín. Nếu thằng nào ấy mà khôn khéo thì không nói đường sức từ, đường sức điện gì cả, chỉ nói đường sức thôi, không từ điện gì cả, thì giả sử nhớ được cái từ ấy mà quên mất điện, được chưa? Nhớ được cái từ mà quên mất điện thì cứ ghi hết của từ nhưng mà không nói chữ từ nào ở trong đây, được chưa nhỉ? Thì chỉ cái trừ một chút điểm ở cái một cái tính chất sai, đó là đường sức từ trường là những đường cong kín, đúng nhỉ? Trong khi đường sức của điện trường tĩnh là đường cong hở. Ok chưa? Nó chỉ khác nhau thế, định nghĩa nó cũng giống nhau, tính chất nó cũng giống nhau, khác nhau ở mỗi một tính chất đấy. Ok chưa? Nhưng mà quên là thôi, thuộc thì được thuộc cho nó ra thuộc, đúng nhỉ? Thuộc một cái này chẳng nhẽ lại không suy là cái kia, có đúng không? Còn đấy là trong trường hợp chống chế để mà có điểm nhé. Tôi nói là tại sao phải nói như thế, bởi vì rõ ràng là thầy câu hỏi là nêu các tính chất của đường dứt điện. Mà trong kỳ thi vừa rồi, cái đợt học trước chúng ta, thưa các đường dứt từ không bao giờ cắt nhau. Người ta thấy chữ từ đấy, nếu mà bỏ chữ từ đi thì câu đấy là đúng, nhưng mà thêm chữ từ vào không thể được một điểm nào cả. Nhưng một thí sinh mà ghi câu đấy mà không thể được một điểm nào trong cái phần mà nêu các tính chất của đường dứt từ cả. À, các tính chất của đường dứt điện cả. Đúng không? Tại vì ông nói cái từ từ ở trong đấy. Bỏ từ từ đi thì ổn. Ok chưa? Nha, đấy là lưu ý. Đấy là các cái tính chất của đường dứt từ. Chúng ta tìm hiểu khái niệm là từ thông. Thì cũng cần giống như điện thông thôi. Bê nhỏ từ thông. Hay là chẳng lẽ bạn nào muốn lấy là cứ liên hệ với bạn.
nha. Còn mỗi cái giờ đã chơi cũng lấy thì giống như điện thông, người ta cũng xây dựng một cái khái niệm mô tả số lượng chất từ gửi qua một diện tích nào đó. Thế thì số lượng chất từ gửi qua diện tích nào đó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Đây là các đường sức từ và tôi xếp một cái diện tích A nào đó đặt ở trong từ trường. Hiển nhiên số đường chất từ xuyên qua A mà người gọi là cái rộng lớn của nó ấy, thì nó phải tỷ lệ với diện tích A, đúng không? Diện tích A là như thế. Diện tích A này các em để cho càng hẹp có phải số lượng sức từ xuyên của nó càng ít không? Càng rộng số lượng sức từ xuyên của nó càng nhiều không? Đúng nhỉ? Đấy là cái thứ nhất, phụ thuộc diện tích A. Cái thứ hai chắc chắn là phải phụ thuộc vào từ trường B rồi, bởi vì chúng ta vừa nói với nhau từ trường càng mạnh thì các đường sức được vẽ càng bong, ok chưa? Từ trường càng yếu thì các đường sức được vẽ càng thưa. Thế thì đó, ví dụ từ trường mà tăng lên thì các đường sức mau hơn, mà các đường sức mau hơn thì số đường sức từ xuyên qua cái diện tích A chúng ta sẽ phải nhiều hơn đấy, đúng không? Từ trường phải phụ thuộc vào cái B. Cái thứ hai nữa là diện tích A này khi mà đặt ở trong các cái vị trí khác nhau ở trong từ trường, đây là vị trí 1, đây là vị trí 2, đây là vị trí 3, rõ ràng là đặt ở vị trí 1 thì dù cho từ trường mạnh đến đâu, diện tích lớn đến đâu cũng không thể có một cái đường sức từ nào, có đúng không em? Nếu mà đặt ở vị trí 3 thì số lượng sức từ xuyên qua nó phải nhiều nhất ạ, đúng không? Thế thì chúng ta cũng xây dựng giống như là chỗ này thì nó bằng 0, mốt của 90 độ bằng 0, chỗ này là lớn nhất, mốt của 0 là max bằng 1, được chưa? Cũng xây dựng dựa vào cái góc alpha giữa b và vector diện tích. Và giống như phần điện nên chúng ta cũng không nói kỹ cái phần này nữa, chúng ta có một số cái ý như sau. Cái thứ nhất, về mặt định tính, về mặt định tính, từ thông là khái niệm mô tả, từ thông là khái niệm mô tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó. Từ thông là khái niệm mô tả số lượng sức từ xuyên qua một diện tích nào đó. Từ thông là khái niệm mô tả số lượng sức từ xuyên qua một diện tích nào đó. Ok chưa? Cái hai nữa là công thức tính từ thông. Thứ nhất là trường hợp diện tích A bằng từ trường B đều, từ trường B đều, trường hợp diện tích A bằng từ trường B đều, diện tích phẳng từ trường đều thì từ thông ký hiệu chữ phi B nó sẽ bằng B nhân A nhân cos của góc alpha, alpha là góc giữa. B ở vector phát tuyến hay có thể biểu diễn là B nhân vector A nhân mô hướng vector A. Trong đó A là vector diện tích. Còn nhớ vector diện tích không? Vector này có phương như nào em? Vector diện tích có phương như nào? Có phương vuông góc của cái mặt mà chúng ta xét, được chưa? Chính là vector phát tuyến thôi, nhưng độ lớn của nó là cái phần diện tích A. Trường hợp tổng quát, trường hợp tổng quát, diện tích A cong từ trường B không đều. Trường B không đều.
diện tích A cộng tuyến chuyển B không đều. Thế thì cũng nhớ lại cái phần tiền trường thầy cho chúng ta đã làm giống như thế. Diện tích A mở cong em ra chưa? Để tôi đi lấy nó không được. Đây tôi bảo bạn Nguyễn Văn Trung nhé. Cậu bây giờ cho tôi xem cái danh sách. Đó nhá, cậu lấy hết tất cả cái này. Còn thừa bọn nào cậu để cuối cùng ấy, cậu bớt lại cậu trả thầy được. Tức là bạn nào lấy nhá thì cậu thu tiền. Còn đâu những bộ nào mà bạn không lấy thì cậu trả lại được thầy. Đó. Lấy tất cả nhá, tất cả danh sách này. Đây gặp giải lao cho. Đi nhá. Tên gì cậu? Tên là gì?